các bạn có tên là 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt của tác giả Sean Covey. Với phong cách vui tươi, dí dỏm, ngắn gọn, dễ hiểu, rất nhiều mẫu chuyện thực tế và có nhiều ý nghĩa, những bài thơ thú vị, những hình ảnh minh họa dễ thương, sinh động. Tác phẩm 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt mong muốn truyền tải thông điệp chính. Thói quen, suy nghĩ và tầm nhìn của bạn là nền tảng chủ yếu tạo nên thành công cuộc sống của bạn, cho dù quá khứ hay hiện tại của bạn có thế nào đi nữa. Thói quen luôn bên bạn và làm theo ý muốn của bạn, là người trợ giúp đắc lực và cũng là người cản trở gánh nặng lớn nhất của bạn. Điều khiển thói quen là một việc dễ dàng, nhưng bạn phải kiên quyết với nó. Thói quen được tạo lập rất đơn giản. Cho nó biết thật chính xác bạn muốn ứng phó với một vấn đề nào đó ra sao, rồi sau một vài lần thực hiện, nó sẽ tự động thực hiện đúng như vậy. Có những thói quen tốt như lên kế hoạch hành động, tôn trọng người khác. Có những thói quen xấu như suy nghĩ tiêu cực, tự ti, đổ lỗi cho người khác. Có những thói quen vô thưởng vô phạt như tắm đêm, ăn trễ. Con người mạnh mẽ hơn thói quen, và do đó, chúng ta có thể thay đổi được thói quen. Và bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể thay đổi một thói quen xấu bằng một thói quen khác tốt hơn. Thói quen bắt nguồn từ nhận thức. Cách nhìn nhận sự việc, sự kiện không đúng và không đầy đủ của chúng ta thường tạo ra những giới hạn. Bạn đang đặt trọng tâm cuộc đời vào đâu? Bạn bè, vật chất, người yêu, học tập hay gia đình? Bạn đặt trọng tâm vào người khác, không bày tỏ được bạn yêu họ, chỉ đơn giản là bạn phụ thuộc họ. Nếu bạn đặt trọng tâm vào các danh hiệu, quyền lực, tiền bạc, bạn có thể tự hỏi: nếu những thứ tôi có giúp khẳng định tôi là ai, vậy khi những thứ đó mất đi thì tôi là ai? Vì thế, tác giả cho rằng hãy đặt trọng tâm vào nguyên tắc sống. Những nguyên tắc này không tùy thuộc vào bất kỳ ai, chúng được áp dụng công bằng với tất cả mọi người. Chúng là nền tảng bền vững, ổn định. Thói quen tốt luôn được xây dựng dựa trên nền tảng những nguyên tắc sống, nhận thức đúng đắn. Thói quen thứ nhất, thay vì lối sống thụ động, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác, thì hãy có lối sống tích cực. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát duy nhất một điều là thái độ của chúng ta với những gì xảy ra cho mình. Tích cực bao hàm hai nội dung: tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và có tâm lý có thể làm được. Để đạt được mục đích của cuộc sống, bạn phải nắm quyền chủ động và chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời mình. Thói quen thứ hai, thay vì lười suy nghĩ, né tránh mục đích trong cuộc sống và chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai, thì hãy biết định hướng tương lai. Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Và trong một năm tới, bạn muốn làm cho xong điều gì? Đừng để mặc dòng đời cuốn trôi. Con đường dẫn tới mọi nơi thật ra là một con đường không có đích đến. Thói quen thứ ba, thay vì chờ nước đến chân mới nhảy, lần nữa không chịu làm cho xong, thì hãy biết dành quyền ưu tiên cho những việc cần thiết. Dùng kỷ luật để quản lý thời gian, dùng ý chí để làm một việc gì đó, cho dù bạn có thích hay không. Thói quen thứ tư, thay vì chỉ nghĩ đến thắng thua, cuộc đời như một cuộc đỏ đen, bạn thắng có nghĩa mình thua, hãy tư duy cùng thắng. Chúng ta sống vì cái gì, nếu không phải là để làm cho cuộc đời của mỗi người ít khó khăn hơn? Đặc biệt là phải tránh bộ đôi khối u cạnh tranh và so sánh. Nếu bạn đặt lòng tự tôn, cảm giác của bạn về giá trị bản thân vào bất cứ thứ gì ngoài phẩm chất của trái tim bạn, tâm hồn bạn, trí tuệ bạn, bạn đã đặt chúng trên một nền tảng rất là lung lay. Thói quen thứ năm, thay vì thích nói trước rồi mới nghe sau, thì biết lắng nghe để thấu hiểu và được thấu hiểu. Trước khi muốn mang đôi giày của người khác, thì tôi phải tháo đôi giày của mình ra. Nhu cầu sâu thẳm của con người là được thấu hiểu. Mọi người không để ý tới việc bạn hiểu biết đến đâu cho tới khi họ biết bạn quan tâm họ tới mức nào. Hãy biểu lộ sự quan tâm bằng cách đơn giản là lắng nghe, không phán xét và không đưa ra lời khuyên bảo. Thói quen thứ 6, thay vì không hợp tác với mọi người, xem những người khác kỳ cục vì những người ấy nghĩ khác mình, thì có tinh thần hợp tác.
Không ai giỏi hơn hay kém hơn người khác, mà chỉ là có sự khác nhau mà thôi. Sẵn sàng lắng nghe các quan điểm khác, rồi cần có lòng can đảm để thể hiện quan điểm của bạn cho mọi người cùng hiểu. Thói quen thứ 7. Thay vì lối sống mòn, không quan tâm, trau dồi bản thân, không chịu học hỏi những điều hay và ý tưởng mới, hãy biết cân bằng và làm mới các yếu tố cơ thể, trí óc, trái tim và tâm hồn. Nếu bạn quá căng thẳng trong một thời gian dài, bạn sẽ không còn suy nghĩ sáng suốt và sẽ trở nên cáu kỉnh, bắt đầu đánh mất tiền đề. Bạn có thể cho là mình không có thời gian cho nó. Thời gian mà bạn bỏ ra để dũ bén chiếc cưa của bạn sẽ được đền bù ngay lập tức. Vì khi bắt đầu làm lại những công việc hàng ngày, bạn sẽ làm nhanh hơn rất nhiều. 3 thói quen đầu thiên về tự rèn luyện mình. Những thói quen chiến thắng bản thân. 3 thói quen tiếp theo nhằm tạo các mối quan hệ và tính đoàn kết với tập thể, chính là chiến thắng cộng đồng. Khả năng hòa hợp với mọi người có ý nghĩa quyết định cho thành công của bạn trong sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân. Và trên hết, thói quen quan trọng nhất là thói quen thứ 7, luôn tự đổi mới, tự phát triển bản thân. Còn bây giờ, bạn hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ. Bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả mà một vài sự thay đổi nhỏ có thể mang lại. Dần dần, bạn sẽ tăng lòng tự tin, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn, bạn sẽ tự nhiên hơn, những mục đích của bạn sẽ thành hiện thực, những mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện và bạn sẽ thấy thanh thản. Tất cả bắt đầu bằng một bước nhỏ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mong được các bạn đóng góp ý kiến để các video tiếp theo sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Like và subscribe kênh để ủng hộ dự án nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.